Rồi ok mọi người nhé, hôm nay thì tôi sẽ test cho mọi người xem quả pháo hoa của tôi. Nói chung là cái này là rất là nhiều thuốc nha mọi người nhé, giấy cực kỳ là mỏng luôn. Tôi sẽ quay qua cho mọi người xem này. Thì cái dây cháy chậm này tôi sẽ để chồi lên một đoạn nhé, để khi mà chúng ta cho vào cái ống kìa, đấy thì là lát nữa nó sẽ cháy từ từ, khi mà lên giờ ấy thì nó sẽ cháy tầm khoảng là 2 cho đến 3 giây nhá mọi người nhá, thì là nó sẽ phát nổ trên trời nó mới đẹp. Nếu mà ngắn quá thì là nó lên lưng chừng là nó bị nổ là cũng không hay cho lắm. Đấy. Còn tiếp theo là đây là cái thuốc phóng của tôi nhá mọi người nhá. Thì tôi đây là lần đầu tôi test với cái ống như này nên là không biết là từng ngày thuốc nó đủ hay chưa, nhưng mà tôi cứ đong theo cái tỷ lệ nhất định ở đây nhá mọi người nhá. Để phòng cái trường hợp là quá tay thả nhiều nó sẽ bị nổ ống nhá mọi người nhá. Đây, còn ống của tôi đây. Tôi đã rồi sẵn một cái lỗ cho dây cháy chậm vào rồi, còn đã quấn chỉ rất là chặt rồi nhé mọi người nhé. Ống này là 2 cm, kích thước là 2 cm ở bên trong nhé mọi người nhé. Đấy, còn đây, nói chung là lát nữa tôi sẽ test cho mọi người xem. Chứ còn hiện tại mọi người xem này, trời đang khá là tối, nhưng mà bên kia là đang có người nhé mọi người nhé. Thì lát tôi sẽ test cho mọi người xem. Bây giờ mà test là tí nữa là nói như nào nhỉ? Đang làm cả làng mai biết đấy. Đấy, nên là tôi cứ tí nữa không có người tôi sẽ test cho mọi người xem nhé. Rồi ok mọi người nhá. Bây giờ tôi sẽ test cho mọi người quả đầu tiên này. Đấy, rất là ok nhá mọi người nhá. Uầy. Uầy, vãi lìn ạ. Kiểu to quá mọi người ạ. Rồi ok mọi người nhá, nổ hơi to một tí nên là tôi sẽ bóc bớt giấy đi nhá mọi người nhá. Đấy, bây giờ thì tôi sẽ test cho mọi người xem này. Đây nhá mọi người nhá, mọi người có thể xem này, dây cháy chậm này thì nó không tắt được đâu nhá. Rồi ok, không nói nhiều nữa, tôi sẽ test cho mọi người xem này. Đấy. Đẹp thế mọi người ạ. Nó cháy luôn. Đấy. Ui. Đù. Đây nhá, nhát này thì tôi sẽ test cho mọi người xem thuốc phóng thôi. Còn quả kia nổ hơi to nên là tôi sẽ không đốt nhá. Đẹp lắm mọi người ạ. À.